Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mỗi nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Cứ đến hẹn lại lên vào 9 hoặc 10 giờ sáng, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp. Thì hôm nay tôi đang có mặt tại thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai để chia sẻ cho các bạn một mẫu biệt thự 3 tầng mái Thái cực kỳ đẹp bắt mắt. Thì bên cạnh tôi đây là anh Tuyến. Rồi, em chào anh ạ. Và rất là cảm ơn anh đã bỏ thời gian để chia sẻ với mọi người một mẫu nhà đẹp ạ. Thì công ty chúng tôi đã thiết kế cho anh Tuyến một mẫu nhà. Thì hôm nay công ty chúng tôi quay lại để hỏi thăm anh và đồng thời cũng là chia sẻ cho các bạn những công năng cũng như phối cảnh phía bên ngoài để bạn có thể tham khảo nếu các bạn đang có ý định cũng như khổ đất tương tự giống như công trình của anh Tuyến. Và bên tay trái tôi là anh Sinh, là giám đốc chi nhánh trong khu vực miền Nam. Thì hôm nay tôi sẽ trực tiếp hỏi anh Tuyến một số câu hỏi để các bạn có thể nắm được thông tin về công trình này nhé. Thì anh Tuyến có thể là chia sẻ giúp em là từ lúc mà anh khởi công đến lúc hoàn thiện thì mình mất khoảng bao lâu không anh? Mất tầm gần 6 tháng. 6 tháng đúng không ạ? Là hoàn thiện. Và anh Tuyến cũng chia sẻ với chúng tôi là anh vừa vào nhà mới khoảng được vài ngày và còn một số cái hạng mục nữa là đang hoàn thiện nốt đúng không anh? Đúng rồi. Thì anh cho em hỏi thêm một chút là khi mà anh đưa bản vẽ cho các bác thợ thì các bác thợ có thấy là dễ hiểu về bản vẽ này không ạ? Nói chung là bản vẽ bên công ty vẽ rất là dễ hiểu. Dạ, vì nó có một cái nữa là vừa kiến trúc vừa 2D vừa 3D nữa. Dạ, nó là rất là thở rất là dễ nhìn. Vâng. Thì công ty chúng tôi sử dụng công nghệ BIM là cứ 2D có bản vẽ 3D lên, quý khách hàng hoàn toàn có thể đọc hiểu cũng như người thợ trình độ thông thường họ cũng có thể đọc hiểu để thi công công trình. Và anh cho em hỏi một chút nữa là khi mà mọi người đi qua đây và công trình lên hình khối thì mọi người nói gì về công trình nhà mình anh? Nói chung là cũng nhiều người người ta cũng khen nói là công ty bản vẽ thiết kế nhà đẹp. Vâng. Như vậy là nói chung là nhà phố nữa, kiểu này là đẹp. Dạ vâng. Ở đây thì đã nhiều người có... người ta cũng nói như vậy. Dạ vâng. Thế ở đây thì đã có cái mẫu nhà nào mà như mẫu này chưa anh? Cũng thấy cũng ít. Vâng. Thực ra là chủ yếu ở ngoài Bắc mình là nhiều. Dạ vâng. Thực ra thì anh Tuyến là cũng là người đi tiên phong ở khu vực này là gì ạ? Thuê đơn vị thiết kế về để thiết kế cho anh một công trình hoàn chỉnh. Thì em cũng như tất cả các thành viên trong công ty rất là cảm ơn anh đã chia sẻ và tin tưởng Kisato để Kisato đồng hành cùng anh trong một ngôi nhà ước mơ ạ. Thế thì anh Tuyến có thể chia sẻ giúp em là khi mà hoàn thiện lên toàn bộ như thế này thì tổng số mét vuông của mình là bao nhiêu ạ? Năm tầm cỡ 310 mét vuông. 310 mét vuông, đấy là gồm cả sân trước sân sau các bạn nhé. Và tổng chi phí mà để hoàn thiện đến thời điểm nội thất cơ bản như bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền anh? Chắc năm tầm cỡ trên 2 tỷ. Trên 2 tỷ các bạn nhé. 2 tỷ 1, 2 tỷ 2 cho diện tích là khoảng 310 mét vuông gồm 3 sàn. 3 sàn. Vâng. Thì sau đây em xin phép anh để dẫn mọi người vào bên trong để tham khảo công trình nhà mình được không ạ? Đã được. Dạ vâng, xin mời mọi người ạ. Mời. Và sau đây tôi với anh Sinh sẽ chia sẻ cho các bạn phối cảnh phía bên ngoài của công trình này. Như các bạn có thể nhìn trên flycam thì công trình rất là nổi bật ở cái khổ đất của anh. Do gì ạ? Công trình là nằm ở trong phố, tại vì khổ đất của anh thì chiều ngang nó chỉ có bao nhiêu mét anh Sinh? Dạ, chiều ngang của khu đất này thì chỉ có 5 mét thôi anh. Đúng rồi. Dạ. Nên khi mà thuê chúng tôi về khảo sát thiết kế thì anh mong muốn làm sao Kisato có một cái công trình biệt thự trong phố. Nó phải khác biệt hoàn toàn so với những công trình nhà phố thông thường khác. Và đặc biệt thì tận dụng được cái chiều sâu của khổ đất. Tuy chiều ngang thì có diện tích vừa phải thôi, nhưng mà chiều sâu khá là lớn. Vì vậy chúng tôi quyết định tư vấn cho anh là gì ạ? Giật cả công trình vào một cái vị trí phù hợp để có một cái khoảng sân đằng trước. Vừa là gì ạ? Có khoảng sân để có thể đỗ ô tô, có thể là gì ạ? Chúng ta làm cỗ khi có công chuyện. Và vừa là có khoảng nhìn khi mà gì ạ? Các cái nhà san sát nhau họ xây dựng xong. Thì chúng ta giật lùi công trình vào, chúng ta sẽ càng có nhiều khoảng nhìn các bạn nhé. Tiếp đến là gì ạ? Là chúng tôi phát triển cái hệ mái Thái của công trình từ tầng 2 lên trên tầng 3, làm sao cho nó phù hợp. Khoảng cách giữa các lớp mái, độ dốc các lớp mái thì chúng tôi đều tính toán để cho công trình được một cái hệ mái cũng như hình khối bắt mắt nhất. Thì anh Sinh có thể chia sẻ với mọi người chiều cao của từng tầng không? Dạ, chiều cao của ngôi nhà thì đây là một ngôi biệt thự 3 tầng mái Thái. Có chiều cao của tầng 1 là rất là cao theo yêu cầu của anh ban đầu. Thì chiều cao tầng 1 là 4m3, chiều cao của tầng 2 là 3m9, còn chiều cao của tầng 3 là 3m anh. Vâng, và chia sẻ thêm một chút với các bạn là công trình của anh thì cũng có một số thay đổi. Trước kia thì chúng ta thiết kế cho anh ở vị trí khu đất nào nhỉ? Dạ thì trước kia thì chúng ta thiết kế cho anh một khu đất ở trên cái vị trí phía trên này, cách khu vực thị trấn Long Thành này khoảng tầm 6 cây, 7 cây số đó. Ở phía trên. Thì sau này thì gia chủ
có chia sẻ chúng tôi là anh đổi khổ đất về và bản vẽ cũng có một chút thay đổi các bạn nhé. Ví dụ như các bạn có thể nhìn phía bên ngoài mặt tiền của công trình so với phối cảnh phía bên ngoài của bản vẽ thiết kế. Thì trước kia thì chúng tôi không thiết kế cái phần đổ mái bằng này. Đấy, sau này thì anh có bảo chúng tôi là anh thay đổi là anh đổ toàn bộ mái bằng. Nên nếu mà giống y như bản vẽ thiết kế thì bạn sẽ thấy công trình này còn nổi bật hơn rất là nhiều. Nhưng mà anh tâm sự chúng tôi là gì ạ? Anh quyết định đánh đổi một chút cái vẻ đẹp bên ngoài để lấy được cái công năng sử dụng rất là rộng rãi thoải mái ở phía tầng 1 này. Thế nên bản vẽ nó cũng có thay đổi một chút. Và tiếp đến là gì ạ? Về phần kích cỡ của chiều ngang và chiều sâu, cũng như là vị trí của một số phòng thì cũng có một chút thay đổi. Có thay đổi một chút ít, do đó là trong quá trình thi công thì cũng có trao đổi với công ty. Và chúng ta cũng có hỗ trợ anh trong quá trình mà thay đổi công năng cho nó phù hợp với cái khung đất mà hiện tại bây giờ của anh. Vâng. Đấy, còn nếu mà chuẩn ra thì nếu các bạn sau này mà có thay đổi khổ đất thì có thể là liên hệ chúng tôi để có thể thiết kế lại cho nó phù hợp. Còn đây thì trong trường hợp này thì anh muốn là giữ nguyên bản vẽ và anh sẽ tự thay đổi thì chúng tôi cũng hỗ trợ anh trong quá trình mà anh thi công. Thì sau đây xin mời các bạn cùng tôi vào phía bên trong để xem chi tiết công năng của từng tầng như thế nào và các bạn có thể tham khảo được gì nhé. Xin mời. Như bạn có thể để ý ở trong bản vẽ thì chúng tôi cũng vẽ cho anh ấy một cái hệ cổng. Thì hệ cổng này thì anh cũng giữ nguyên khoảng tầm 8% và thay đổi một chút. Thì trước kia cái diện tích của khổ đất cũ là bao nhiêu anh? Dạ thì trước tiên cái khổ đất cũ ngày xưa là 5m8 anh. Và chúng tôi thiết kế một cổng chính và một cổng phụ đúng không ạ? Nhưng mà sau đây khi mà về đây thì còn khung đất chỉ còn lại 5m thôi. Nên là anh chỉ mở một cổng cái phần cổng phụ. Các bạn nhìn thấy hệ mái thì vẫn tương tự như vậy. Và cổng là bằng gì ạ? Bằng sắt đúng không ạ? Sơn tĩnh điện. Bên trong này thì anh ấy đổ toàn bộ mái bằng bê tông. Bê tông ở phía trên. Đúng rồi, hai bên thì anh ấy làm gì ạ? Hệ song sắt thoáng. Lấy sáng cũng như lấy gió cho vào khu vực bên trong nhà. Thì sau này anh được một cái sân rất là rộng. Thì cái việc này các bạn cũng có thể lên suy nghĩ nhá. Giống như công trình của anh Tuyến ở đây thì anh quyết định là để sau này có thể là gì ạ? Biến thành công năng này thành nơi bán hàng. Hoặc là nơi để anh để ô tô. Còn đâu nếu các bạn muốn gần gũi thiên nhiên thì chúng ta cũng có thể không làm cái mái này, thì chúng ta khoe được toàn bộ mặt tiền và gì ạ, chúng ta có thể làm thêm các cây cối ở khu vực sân vườn này. Rồi xin mời các bạn cùng tôi vào bên trong tiếp. Do thu hẹp lại lên diện tích của một số phòng cũng sẽ thay đổi đúng không ạ? Dạ. Vâng. Thì tầng 1 thì chúng ta thiết kế thì gồm những phòng gì anh Sinh nhỉ? Trước kia thì tầng 1 chúng ta thiết kế thì trước kia thì sẽ gồm có một phòng khách, một khu vực bếp ăn, một vệ sinh chung và một phòng ngủ. Đúng rồi. Thế thì bây giờ thì thay đổi theo như, nào? Như anh thay đổi khung đất tại vị trí mới thì công năng anh vẫn giữ nguyên như thế, chỉ là vị trí các phòng có thể thay đổi đôi chút cho phù hợp với cái khung đất hiện trạng bây giờ. Và thì đây là khu vực phòng khách. Phòng khách này bao nhiêu mét vuông anh Sinh? Dạ. Phòng khách này thì trước kia thiết kế là nó khoảng tầm 28m2 à. Và thì các bạn thấy rất là thoáng do hai bên cận đất rồi nên anh có trổ thêm một số cái bức tường để làm gì ạ? Cửa sổ dài. Ở bên này là vẽ một cái bức tranh về thiên nhiên thì cảm giác không gian đấy sẽ được rộng hơn rất là nhiều. Nhưng các bạn thấy kê bộ bàn ghế, kệ tivi thì cũng rất là rộng và thoáng các bạn nhé. Đây là khu vực cầu thang thì chúng tôi có thiết kế là hệ lam gỗ để ngăn cách khu vực phòng khách và khu vực gì ạ? Cầu thang. Ở đây là khu vực nhà vệ sinh chung đúng không ạ? Khu vực nhà vệ sinh chung khoảng bao nhiêu mét vuông anh? Dạ khu vực nhà vệ sinh chung này khoảng tầm 3.5m2 à. Và đây là khu vực phòng ngủ đúng không ạ? Dạ, phòng ngủ số 1. Thì trước kia là chúng ta có thay đổi gì cái khu vực phòng này không? Dạ thì trước tiên thì ngày xưa thì chúng ta thiết kế khu vực này sẽ là khu vực bếp ăn và phòng ngủ này đưa về cuối. Nhưng mà sau khi đổi khung đất mới thì anh muốn tận dụng phía sau anh làm sàn ướt cũng như là một khoảng sân vườn phía sau, cho nên anh muốn đưa cái phần bếp về cuối và đưa cái phòng ngủ lên trên này. Vệ sinh thì anh cũng đổi lên phía trên luôn. Thì chắc là thay đổi vì do cái khuôn đất khổ ở cái đất mới anh mua thì có chiều sâu nó dài hơn. Anh muốn tận dụng là đẩy bếp về. Còn ngày xưa thì đất thì nó ngắn hơn đúng không ạ? Đó. Thì đó lý do tại sao mà thay đổi phòng, đây là phòng ngủ. Ở dưới đây là khu vực gì ạ? Bếp cộng ăn. Đó. Bếp cộng ăn này là bao nhiêu mét vuông anh? Dạ khu vực bếp cộng ăn này có diện tích khoảng tầm 20m2 rồi. Và bên dưới là anh làm một cái khu vực sân ướt đúng không ạ? Sân ướt và một thêm một vệ sinh ở bên ngoài nữa. Rất là tiện. Rồi chúng ta cùng khám phá không gian tầng 2 các bạn nhé. Toàn bộ cầu thang này là lan can gì ạ?
tay vịn gỗ và lan can kính. Dạ. Cầu thang này thì anh cũng mong muốn là để một cái khu vực cửa sổ để lấy sáng, lấy gió. Dạ. Trước mắt là chúng ta cứ để cửa sổ, sau lại xây lên thì tính sau đúng không ạ? Dạ, sau này xây lên chúng ta có thể vứt lại cái khu vực cửa sổ đó. Trên này thì gồm những phòng như nào anh Sinh nhỉ? Công năng của tầng 2 này thì theo bản vẽ lúc đầu thì sẽ gồm có một khu vực phòng sinh hoạt chung cộng với hai phòng ngủ và một vệ sinh. Nhưng mà sau này khung đất này thì anh thay đổi thì anh sử dụng cái phòng đầu tiên sẽ là phòng ngủ kết hợp với phòng sinh hoạt. Khu vực phía sau này sẽ là một khu vực vệ sinh và phòng ngủ số 2. Còn lại phía sau thì anh muốn chừa trống để phía tận dụng khoảng lấy sáng cho khu vực bếp ở phía dưới. Đây, các bạn để thấy là được một cái phòng ngủ rất là rộng rãi phía trước. Phòng này thì tạm thời anh để trống đúng không ạ? Dạ. Sau này cho khách khứa là chính thôi. Dạ. Còn đây là được hưởng chọn một cái dạng cái sân. Sao? Có cái lối ra ở đây. Đó, trước kia thì chúng tôi làm cái vị trí lối ra là cái vị trí bồn cây. Thì bây giờ anh mở ra để đi ra bên ngoài này. Dạ. Rất là rộng rãi. Rồi. Các bạn có thể cùng tôi khám phá tiếp. Đây là khu vực vệ sinh chung. Vệ sinh chung với tầng 2. Thì bây giờ được thay đổi là để gần khu vực cầu thang đúng không ạ? Thì tất cả các tầng anh đều thay đổi vệ sinh về khu vực này hết để cho nó đồng trục từ ở dưới lên trên. Còn đây là khu vực phòng ngủ đằng sau. Dạ. Và cũng được hưởng chọn cái mái đằng sau. Dạ. Ở cái khu vực gì ạ? Anh làm hành lang sân ướp. Ngày xưa trên bản vẽ khung đất cũ thì khu vực này vẫn là khu vực một phòng ngủ. Nhưng mà qua bên này thì anh muốn tận dụng cái phần này anh làm hành lang cũng như là phần lấy sáng cho khu vực bếp phía dưới. Đó. Rồi, xin mời các bạn cùng tôi lên trên tầng 3 để khám phá không gian mặt bằng kiến trúc tầng 3 các bạn nhé. Vâng, đây là không gian tầng 3 của công trình. Thì anh xin có thể chia sẻ trước kia chúng ta thiết kế trên tầng 3 này gồm những phòng như nào? Dạ, thì trước kia thì chúng ta trên khu vực tầng 3 này chúng ta chỉ thiết kế một phòng thờ ở phía trước. Còn lại toàn bộ phía sau thì sẽ để trống ở lòng sân khu vực sân phơi và đặt bồn nước ở phía sau. Còn bây giờ thì anh sẽ thay đổi là anh sẽ thêm một phòng ngủ ở phía sau này. Bởi vì anh cắt cái phòng ngủ ở tầng 2 cho nên anh sẽ đưa lên trên tầng 3 này. Dạ. Cho nên là khu vực trên tầng 3 sẽ thêm một phòng ngủ nữa. Còn đằng trước vẫn là phòng thờ dạ, đúng không ạ? Đằng trước vẫn là phòng thờ. Và anh làm thêm một cầu thang để lên trên tum phơi phóng bên trên. Dạ. Đó. Thì xin mời các bạn cùng tôi vào bên trong để xem không gian của khu vực phòng thờ này. Phòng thờ này thì bao nhiêu mét vuông anh? Dạ, phòng thờ này thì có diện tích là 12 mét vuông ạ. Đấy. Thì bạn thấy là rất là rộng rãi, thoải mái và được chọn cái ban công ở phía đằng trước. Dạ. Và chỗ này thì có cửa sổ nhá. Anh vẫn mở cửa sổ trượt. Để trong trường hợp mà họ chưa xây dựng thì chúng ta có thể tận dụng được gió sáng. Yeah. Đây là một khu vực vệ sinh chung dẫn thẳng trục của khu vệ sinh ở dưới lên đúng không ạ? Yeah. Và đây là một cái khu vực phòng nữa là phòng ngủ. Trước kia là sân thì bây giờ anh làm gì ạ? Anh khu vực phòng ngủ. Đổi phòng ngủ cho con. Yeah. Thì phòng ngủ này có diện tích nó khoảng tầm 14 mét vuông ạ. Và nó sẽ có thêm cái phần ban công. Ban công sau. Ở phía sau này. Anh giật lại để làm cái ban công. Đó. Nhà của anh thì tất cả các phòng đều có hướng được ban công trước sau hết. Và thế thì tổng kết lại anh xin có thể chia sẻ với mọi người là công trình này thì gồm tổng những phòng như thế nào? Dạ thì công trình này thì tầng 1 sẽ gồm có một khu vực phòng khách, một bếp ăn, một phòng ngủ, một vệ sinh chung. Ở phía sau thì sẽ là vệ sinh, thêm một vệ sinh bên ngoài, một khu vực sàn ướt. Tầng 2 thì sẽ gồm có một phòng ngủ ở phía trước kết hợp sinh hoạt chung và một phòng ngủ phía sau. Tầng 3 thì sẽ là một phòng thờ và một phòng ngủ. Vâng. Phía trên này thì sẽ là khu vực để bồn nước cũng như là giặt phơi ở phía trên. Xin mời các bạn cùng tôi với anh Sinh ngắm lại một lần nữa toàn bộ công trình từ tầng 3 xuống tầng 1 nhé. Yeah.
Vâng, như vậy là các bạn đã cùng tôi với anh Sinh tham quan toàn bộ công năng phía bên trong cũng như phối cảnh phía bên ngoài của công trình nhà anh Tuyến. Nếu các bạn mà cần dịch vụ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp cũng như thi công trọn gói thì các bạn có thể liên hệ chúng tôi để chúng tôi sẵn sàng về tận nơi và xuống khảo sát thiết kế cho bạn một công trình ước mơ giống như công trình của anh Tuyến. Và em cũng rất là cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với mọi người một mẫu nhà đẹp ạ. Vâng, cũng rất là cảm ơn công ty. Dạ vâng. Quan tâm lúc mà từ đầu công trình cho đến lúc xong thì cũng có đến, rồi lúc thi công cũng có đến. Dạ vâng. Giám sát. Dạ vâng. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ nhà đẹp tiếp theo ạ.